Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Yule, người mang ví hạnh phúc đến cho các cặp đôi. Mỗi lần xuất hiện ở show hẹn hò, Yule trở thành một cố vấn mát tay. Từng xuất hiện trong nhiều game show, Yule lại gây ấn tượng mạnh khi góp mặt trong các chương trình hẹn hò với vai trò là cố vấn. Không chỉ đưa ra những lời khuyên chân thành và phân tích kỹ càng, Yule còn chứng minh bản thân là một cố vấn mát tay. Vừa mới bắt đầu đã mở bát thành công. Hai lần tham gia trên ái, Yule là nhân tố thu hút khán giả theo dõi chương trình. Lần đầu tiên xuất hiện, giọng ca Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau đã rất mát tay khi cặp đôi trong chương trình đã ra về cùng nhau. Thừa nhận bản thân đến với chương trình không chỉ để tư vấn mà còn học hỏi các thí sinh, Yule hài hước bảo rằng bản thân vốn không có kinh nghiệm tình trường, nhưng cuối cùng cô chủ tiệm nail Mỹ Yến và chàng trai Hồng Quân đã nắm tay nhau ra về, thậm chí là Hồng Quân còn cầu hôn Mỹ Yến ngay trên sân khấu. Trước đó, khi Mỹ Yến đứng giữa hai chàng trai là Hồng Quân và Thiện Long, Yule đã bày tỏ rằng việc lựa chọn là do quan điểm của mỗi người nên có chọn ai cũng không sao, quan trọng là bản thân thoải mái cũng như quá trình sau này. Giọng ca sinh năm 1991 cũng là người liên tục động viên hai chàng trai tự tin lên. Chia sẻ về thành tích mở bát của mình, Yule vui vẻ, quá đẹp, lúc hai bạn bước vào trái tim và thực hiện nghi thức cầu hôn quá tuyệt vời, quá là dễ thương. Với sự mở bát được vía đó là ngày hôm nay, Yu hy vọng là cũng sẽ có một cặp đôi khác sẽ nên duyên tại chân ái. Sau hai lần xuất hiện, Yule nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Ngay đến nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc cũng nhận xét đàn em là một người rất tinh tế. Yu luôn ấm áp và tình cảm, thích Yu vì bạn nói chuyện hay và tinh tế, coi show này vì Yu thôi, mê Yu quá sao giờ, là các bình luận của khán giả. Ở lần này, Yule cùng Bibi Trần cố vấn cho 3 người chơi gồm hai cô gái là Mỹ Tiên và Quế Trân cùng chàng trai tên Duy Hải. Khi còn ở nhà chung thì cả ba không được gặp nhau nên khi được yêu cầu đoán tên, Duy Hải và Mỹ Tiên đoán đúng tên đối phương nhưng chàng trai và Quế Trân lại nhầm nhau thành người khác. Khi hai cô gái này bước vào phần chạm với chàng trai, Yule đã chăm chú quan sát và dành lời khen. Phần nhảy rất dễ thương, khi xem thì Yule thấy mọi người có gì đó gần nhau hơn và thể hiện được tính cách của mình. Với Hải và Tiên, Yêu thấy được sự chủ động của Tiên và sự chịu khó lắng nghe của Hải dành cho Tiên. Ngược lại, Hải và Trân là cặp đôi nhí nhố, vui vui. Yêu đang mong chờ sự tiến triển ở phần sau để thấy được cảm xúc của các bạn dành cho nhau ra sao. Cuối cùng không có cái kết đẹp nào xuất hiện khi hai cô gái từ chối bước lên trái tim, khẳng định mình không hối hận nên lúc được tạo điều kiện, Hải đã chủ động thổ lộ tình cảm mình dành cho Tiên. Tinh tế, sâu sắc ở người ấy là ai? Trước chân ái, Yule cũng từng được tin tưởng giao cho vai trò cố vấn ở Người Ấy Là Ai đến lần 2. Theo dõi Yule trên sân khấu, khán giả đều có chung nhận xét về một cố vấn tinh tế, sâu sắc nhưng cũng rất hài hước. Nhìn Yu ít nói vậy thôi, chứ nói câu nào là sâu sắc câu đó, Trấn Thành chia sẻ cảm nhận của khán giả về đàn em. Ở lần tham gia cùng Ngô Kiến Huy, Virus, Hòa Minzy, Đức Phúc, Yule khiến mọi người bật cười khi chuẩn bị sẵn một cây gậy để đấm lưng vì sợ ghi hình chờ lâu. Chia sẻ về Trấn Thành, Yule bày tỏ bản thân cũng không thích mình là người có quá nhiều trải nghiệm về tình yêu bởi nếu như vậy, nghĩa là không có hạnh phúc. Em hy vọng những gì mà em cảm nhận về tình yêu và mong muốn tình yêu như thế nào, em sẽ chia sẻ cảm xúc của em và hy vọng khán giả vẫn ủng hộ. Mọi người hay nói, em nói là đúng nhưng thực chất là em cứ giơ bảng lên là sai, Yu nói. Hay như là nhận xét về cực phẩm Hữu Thành, Yule cũng đưa ra nhận định rất kỹ càng về tính cách. Em thấy bạn đang ở giữa chừng của mức baby boy và đàn ông, nhưng bạn lại muốn người khác nhìn mình là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành. Dù vậy, bạn vẫn còn có gì đó baby. Yêu sâu sắc quá rồi, Trấn Thành chia sẻ. Lần khác, nam MC còn nhận xét Yule là người phân tính kỹ càng và mọi người có thể tin tưởng được. Nhờ những chia sẻ của Yule mà các cố vấn khác, nữ chính trong hai tập mà giọng ca sinh năm 1991 tham gia đều tìm được nửa kia của mình.